trong cuộc sống. À, và có người nói rằng là hành chính rất là bá đạo là gì à? Hành chính có nghĩa là hành là chính. Trên thực tế thì đó là một cái đặc trưng của công việc hành chính. À, lý do là gì à? Lý do là để phản ánh một cách chính xác thì người ta sẽ cần nhiều thông tin và người ta sẽ đòi hỏi một cách cứng nhắc là các công việc sẽ phải theo các quy định do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Vì vậy cho nên là trong trường hợp mà gặp phải một vấn đề gì đó nó khác với những quy định thì những người thực hiện công việc hành chính sẽ không được tự tiện để giải quyết và đòi hỏi là những người mà gặp các rắc rối đó phải thực hiện đầy đủ các thủ tục. Và vì những vấn đề như vậy cho nên là người ta thường hay nói hành chính là rắc rối. Tuy nhiên rõ ràng là vì chúng ta không biết được đối tác của chúng ta là ai, nếu như các thủ tục hành chính mà được sáng tạo một cách tự do thì sự phản ánh sẽ không chính xác. Vì vậy cho nên là trong hành chính khác với lại các lĩnh vực khác thì trong lĩnh vực hành chính mọi việc nó đòi hỏi phải tuân theo tuyệt đối đúng các quy định. Bởi vậy cho nên là học xong về vấn đề quản trị hành chính thì các bạn cũng phải lưu ý rằng khi chúng ta thực hiện một công việc gì đó theo những cái quy định của các cơ quan có thẩm quyền thì chúng ta phải làm đúng theo các quy định. Nếu có những vấn đề gì đó mà bị sai lệch thì chúng ta cũng không được phàn nàn đối với những người thực hiện công việc đó, bởi vì họ chỉ là những người gì ạ? Họ cũng chỉ là những người thực thi công việc mà thôi, chứ không phải là những người được đưa ra các quy định. Nếu một quy định nào đó nó không phù hợp thì khách hàng có thể kêu ca phản đối và phải chờ đến lúc mà cơ quan có thẩm quyền thay đổi các quy định thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được công việc. Còn nếu giả sử những các quy định mà không thay đổi thì chúng ta sẽ phải làm đúng theo các quy định mà người ta đã đưa ra. Và vì hành chính là một cái hoạt động gián tiếp, nó phản ánh thông qua hồ sơ sổ sách giấy tờ với những cái quy định, cho nên là nếu mà bị sai lệch thì nó sẽ gây những cái hậu quả rất là không tốt trong xã hội. Do đó cái việc mà phản ánh là ngày càng chính xác hơn, mà để chính xác thì người ta sẽ cần nhiều yếu tố hơn. Thí dụ như là đôi khi người ta cần 2 3 loại giấy tờ để chứng minh về nhân thân. Mục đích của những cái việc đó là cũng chỉ để cho cái sự phản ánh trở nên chính xác. Bởi vì một loại giấy tờ thì có thể bị sai, nhưng mà 2 3 loại giấy tờ thì cái khả năng mà trùng khớp để xác định tính chính xác thì nó sẽ cao hơn. Thì đó là chúng ta nói đến vấn đề về hành chính, và học đến cái khái niệm hành chính này thì tôi xin thưa các bạn là chúng ta phải thừa nhận rằng cho đến giai đoạn hiện nay thì hành chính là một trong những cách để chúng ta hỗ trợ cho các cái hoạt động của chúng ta trở nên có hiệu quả. Đến một ngày nào đó công tác hành chính hoặc là các thủ tục hành chính có thể có những cái cách nó thay đổi đi, nhưng rõ ràng là nó vẫn còn đóng một vai trò rất quan trọng trong tương lai của chúng ta. Lúc nãy thầy có hỏi là chữ ký điện tử là gì? Xin hỏi có bạn nào biết chữ ký điện tử là cái gì không ạ? Alo? Có bạn nào phát biểu về chữ ký điện tử không ạ? Em thầy. À, ý Nhi có biết về chữ ký điện tử là cái gì không? Dạ hôm bữa em có nhìn thấy thầy. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy như thế nào? Dạ nó kêu là ký tên bằng thư ký bằng chữ ký điện tử. Nhưng mà em không biết sao. Học lớp kế toán hay lớp có thể học đây? Dạ kế toán thầy. Toán là kế toán sau này sẽ tiếp xúc rất nhiều đến chữ ký điện tử đấy. Dạ. Rồi, bây giờ hỏi lại, nếu bạn nào phát biểu về chữ ký điện tử, thầy sẽ ghi điểm 0,5 điểm. Nào, bạn nào phát biểu đi. Chữ ký điện tử là gì? Hiện nay chúng ta đã chấp nhận
thư điện tử sử dụng cho các văn bản hành chính. Bạn Vũ Tiến Đạt giơ tay, xin mời bạn Đạt. Dạ thưa thầy, là chữ ký điện tử là được sử dụng trong các mua bán hàng trực tuyến hoặc là trong các giao dịch điện tử mà không cần phải dùng chữ ký mà không cần phải gặp mặt để trực tiếp để ký kết đó. À đúng rồi, chữ ký điện tử thì chúng ta không cần ký, nhưng mà cái việc có biết cái việc điện tử là cái gì không? Dạ là chữ ký số ạ. Chữ ký số đó là sử dụng như thế nào có biết không? Hay là có một cái văn bản rồi chúng ta đánh số vào trong đó? Dạ không ạ. Là hình như Vậy là thì làm mọi sao? người được cấp một một chữ ký số có khóa bí mật, có cái khóa công khai như vậy. Ai cấp ký số? Ai cấp cái số cái cho mỗi người một cái chữ số điện tử vậy? Đạt. Nhưng mà em chỉ biết là thực hiện chữ ký số thì phải kê khai trái qua mạng á. Ok, cảm ơn bạn Đạt. Thầy sẽ ghi ghi ý kiến của bạn Đạt nha. Tham gia vào đóng góp cho lớp học. Có bạn nào có ý kiến phát biểu nữa không ạ? Chữ ký điện tử là một phát minh và một sự tiến bộ của công tác hành chính. Nó giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều các cái công việc, thực hiện tự động hóa về công tác hành chính. Nó giúp cho cái công việc của chúng ta hành thông, nó không cần phải lên đến trụ sở, nó cũng không cần thực hiện trong giờ hành chính, nửa đêm ký cũng được. Nó có thể gửi đi ở khắp nơi thông qua cái hệ thống mạng Internet. Ý nghĩa của nó là như vậy và đây là một sự tiến bộ rất lớn. Nhưng bây giờ xin hỏi, có bạn nào biết hơn về chữ ký điện tử không ạ? Ai là người cấp chữ ký điện tử và cách ký của nó là như thế nào? Các bạn nào biết chưa? Bạn Đạt thì đã nói rằng chữ ký điện tử là chữ ký số, và người ta mỗi người sẽ được cấp một cái chữ ký số để thực hiện ký vào các văn bản trên mạng, nhưng chưa biết rõ về cái cơ chế về hoạt động của chữ ký số. Các bạn nào biết là chữ ký số, ai là người cấp chữ ký số không ạ? Nào, thầy muốn có một bạn nào có ý kiến nữa. Alo, chưa bạn nào có ý kiến. Vậy thôi thầy giới thiệu luôn cho mọi người biết nhé. Chữ ký số là chữ, hay còn gọi là chữ ký điện tử đấy, đó là một cái đoạn mã đặc biệt do các cơ quan có thẩm quyền được ban hành. Mà đây là các công ty về viễn thông nơi mà đăng ký và được bán các cái chữ ký điện tử đó. Thông thường thì chúng ta sẽ phải mua mỗi một chữ ký điện tử. Như vậy tùy theo từng công ty, người ta sẽ bán được sử dụng trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn nữa, và chúng ta phải trả phí. Trên thực tế là chúng ta sẽ mua một cái đoạn mã lệnh và được chép trong một cái USB đấy, và nó hoàn toàn là ký tự động. Sau khi chúng ta mua về, trong đó là cái gì chúng ta thực ra cũng không biết nó là cái gì trong đó, chỉ có biết rằng là cái chữ ký này đã sẽ được đăng ký với lại các cơ quan quản lý của nhà nước. Và nếu mà được đăng ký và khi vào ký vào thì những cái đơn vị mà sử dụng hoặc là chấp nhận về chữ ký điện tử đó thì người ta sẽ biết là chữ ký đó là của ai, của đơn vị nào. Và như vậy thì sau khi mà chúng ta thực hiện các cái văn bản hoặc là các cái hồ sơ ở trên mạng thì
Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ cắm cái USB đó vào và chúng ta sẽ ra lệnh về chữ ký ấy. Tất nhiên là có cái khóa để mở cái chữ ký đó. Và sau khi mà gõ cái key đó vào thì ra lệnh thực hiện ký, thì cái đoạn mã lệnh ở trong cái USB đó nó sẽ tự động chạy vào trong cái chương trình của chúng ta, và nó sẽ gửi kèm cùng với lại cái văn bản của chúng ta gửi cho cái đối tác. Và đó là cái phần mà chúng ta để thực hiện chữ ký ấy. Có nghĩa là chữ ký đó không phải là chúng ta trực tiếp ký, nó cũng không liên quan gì đến chúng ta ở theo cái nghĩa là tự chúng ta đưa ra, mà đó là một cái đoạn, một cái phần, một cái chương trình đã được đăng ký độc quyền gắn với chúng ta do các cơ quan viễn thông mà đã cấp. Và sau khi mà chúng ta làm xong văn bản thì chúng ta sẽ cắm cái USB vào, gắn cái đoạn mã lệnh đó vào. Và việc ký này cũng hoàn toàn tự động, có nghĩa là máy tính nó tự động chạy cái chương trình đó gắn theo cái văn bản chúng ta gửi đến cơ quan có quản lý. Thì lúc đó người ta sẽ biết được chúng ta là ai và chữ ký đó sẽ được chấp nhận. Nói là chữ ký nhưng thực tế là nó là một đoạn mã lệnh để gắn theo cái văn bản. Và cái đoạn mã lệnh này sẽ được là cái đoạn đã được độc quyền và gắn với cái cơ quan của chúng ta đấy. À, như vậy các bạn đã sơ bộ hiểu về chữ ký điện tử rồi nhé. À, bạn nào, công ty nào muốn mua chữ ký điện tử thì chúng ta liên hệ. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì các công ty như là Mobifone, Vinaphone, Viettel là các cái đơn vị mà cung cấp chữ ký điện tử. Ngoài ra thì có thể là có một số các đơn vị nữa, nhưng mà hiện tại thì như thầy biết thì Vinaphone, Viettel vân vân các thứ là nơi mà chúng ta có thể mua chữ ký điện tử. Vâng. Nhờ có chữ ký điện tử cho nên là các công việc hành chính của chúng ta là được hanh thông hơn, được hữu hiệu hơn. Thí dụ như là bạn là giám đốc một công ty mà bạn đang có một cái hợp đồng ký với một công ty khác, nhưng mà lẽ ra là chúng ta phải trực tiếp ký vào cái văn bản đó. Tuy nhiên là vì chúng ta đang đi công tác xa chưa về kịp thì chúng ta sẽ lấy cái hợp đồng đó và chúng ta ký bằng chữ ký điện tử thì nó sẽ có giá trị như là chữ ký bình thường và cái hợp đồng đó sẽ được thực hiện. Hay là chúng ta làm một cái báo cáo thuế, thay vì chúng ta sẽ phải đem nộp trực tiếp thì chúng ta sẽ nộp qua cái chữ ký điện tử. Sau khi soạn thảo báo cáo xong thì chúng ta sẽ ký bằng chữ ký điện tử và gửi cho cơ quan thuế, vì như vậy là xong. Như vậy thì chữ ký điện tử sẽ giúp cho chúng ta là hoàn thành được công việc ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời điểm nào và có thể gửi cho đối tác. Nó sẽ giúp cho công việc của chúng ta trở nên hiệu quả hơn, hiệu quả hơn. Thì đó là cái phần mà chúng ta mở rộng ra trong cái vấn đề liên quan đến công tác hành chính. Cái khái niệm thứ tư mà chúng ta nói tới đó là khái niệm về văn phòng. Văn phòng là gì? Bản chất của văn phòng đó là nơi tập trung để thu thập, xử lý, cung cấp các dịch vụ cho một đơn vị. Giống như ở Đại học Đà Lạt chúng ta thấy là A1 được gọi là văn phòng của trường Đại học Đà Lạt. Văn phòng của khoa quản trị kinh doanh, kinh tế quản trị kinh doanh hiển nhiên là lầu lầu 2 của A7 đúng không ạ? Còn văn phòng của quốc tế học là ở đâu nhỉ? Ở A31 phải không? À, A3 A20 thôi. A20 bằng A20. Vậy bây giờ khi người ta nói đến văn phòng là người ta nói cái gì ạ? Nói đến một cái địa điểm cụ thể nào đó trên thực địa, và tại địa điểm đó thì có một cái kiến trúc, và trong cái kiến trúc đó thì có những con người thực hiện các công việc hành chính, thì đó là nơi gọi là văn phòng của một tổ chức. Và chúng ta đã lấy ví dụ như nhà A1 là văn phòng của trường Đại học Đà Lạt, nhà A20 là văn phòng của khoa quốc tế học, nhà A7 là văn phòng của khoa kinh tế quản trị kinh doanh. Là bởi vì đến địa điểm đó chúng ta sẽ thấy có những người thực hiện các công việc hành chính của cái tổ chức đó ở cái địa điểm đó.
Ngoài ra thì hiện nay người ta còn có thêm một cái khái niệm nữa gọi là văn phòng ảo. Văn phòng ảo trên thực tế đó là gì? Là các cái địa chỉ của các công ty, của các đơn vị ở trên mạng. Trong đó thì người ta có thể thực hiện các cái công việc cũng như là bao gồm như là thu thập thông tin, xử lý. Chỉ có khác là gì ạ? Chỉ có khác là nó tồn tại trên mạng chứ không phải tồn tại trên thực địa. Tuy nhiên hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta và cũng như ở nhiều nước khác thì văn phòng được phải gắn liền với lại một cái trụ sở ở trên thực địa đấy. Còn cái văn phòng ảo chỉ là văn phòng hỗ trợ thôi. Bất kể một công ty nào thì cũng đòi hỏi phải có một cái văn phòng trên thực địa. Còn nếu như chúng ta mà không đăng ký văn phòng trên thực địa thì chúng ta sẽ không được cấp giấy phép để thành lập công ty. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hiện nay thì sự tiến bộ khoa học kỹ thuật nó cũng chưa đạt đến cái mức là chúng ta có thể hoàn toàn quản lý qua mạng. Bởi vậy cho nên là các cơ quan quản lý vẫn đòi hỏi các công ty, các đơn vị phải có một cái địa chỉ ở trên mạng để thực hiện các cái công tác giao dịch, để kiểm tra và để kiểm soát. Và một cái thực tế là với cái việc là chúng ta đòi hỏi phải có một cái địa chỉ văn phòng mạng, địa chỉ ở trên thực địa thì dẫn đến một cái tình trạng hiện nay là có nhiều công ty sau khi thành lập xong họ lại chuyển địa điểm nhưng lại không báo đến với công ty, không báo với cơ quan quản lý nhà nước, dẫn đến là trên hồ sơ sổ sách giấy tờ thì vẫn có nhưng mà tìm trên thực địa không có, hoặc hay nói chính xác là tìm không ra. Và vì khi tìm không ra và cơ quan quản lý cũng không liên hệ được, rồi bên công ty họ cũng không liên lạc với cơ quan quản lý, thành ra là trên giấy tờ thì có nhưng trên thực địa tìm không ra. Cái nhóm các doanh nghiệp kiểu như vậy người ta gắn cho một cái khái niệm gọi là công ty ma. Quý vị đã nghe đến công ty ma bao giờ chưa? Các công ty ma chính là những cái hiện trạng như vậy đấy ạ. Trên hồ sơ của cơ quan quản lý thì vẫn còn nhưng mà trên thực địa thì không có, không tìm ra, thực tế là không tìm ra. Và người ta gọi các công ty mà ở trên hồ sơ của cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước thì có mà trong thực địa tìm không ra thì gọi là công ty ma. Chứ thực ra nó không phải là ma đâu ạ, chẳng qua là người ta tìm không ra trên thực địa. Để giải quyết được vấn đề này trên thực tế thì nhà nước cũng có cái quy định, nhưng mà các cái quy định chế tài về cái công việc mà dịch chuyển địa điểm và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước chưa mạnh. Cho nên là gì ạ? Cho nên là có rất nhiều các công ty họ không liên lạc với cơ quan nhà nước và họ biến mất trên thị trường, hay nói khác là biến mất trên cơ quan, trước mắt cơ quan quản lý. Tệ hơn nữa là gì? Là một số công ty vẫn tồn tại và vẫn hoạt động, và cái hoạt động của họ là hoạt động mờ ám hoặc hoạt động không không đúng theo quy định của luật pháp. Họ cố gắng trốn tránh luật pháp và thậm chí là trốn tránh cả các khách hàng cũ để thực hiện các cái hoạt động lừa đảo, hoạt động bất hợp pháp. Và đây là cái nhóm công ty gây ra những cái phiền nhiễu rất là lớn cho xã hội. Đáng tiếc là chúng ta chưa có các biện pháp đủ mạnh để hạn chế cái sự tồn tại của các công ty ma này. Còn hai cái dạng công ty khác cũng gọi là công ty ma nhưng nó không ảnh hưởng đến xấu đến xã hội nhiều. Đó là các công ty thành lập nhưng mà họ họ không hoạt động, hoặc là hoạt động một thời gian nhưng rồi họ giải thể. Nhưng họ không báo với cơ quan quản lý nhà nước. Về mặt nguyên lý thì các công ty này sẽ không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của xã hội, nhưng nó là một cái hiện tượng làm rác trên hồ sơ của cơ quan quản lý mà thôi. Một cái nhóm thứ hai là các công ty đang hoạt động, họ chuyển địa điểm nhưng họ chưa báo lại với cơ quan quản lý nhà nước. Trong cái khoảng thời gian mà họ chưa báo lại với cơ quan quản lý nhà nước chưa tìm ra thì cũng được xếp là công ty ma. Nhưng các công ty này họ hoạt động đúng theo quy định của luật pháp trên những vấn đề khác, cho nên là nó cũng không ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ảnh hưởng xấu nhất là các công ty thực hiện hoạt động lừa đảo, trốn tránh cơ quan luật pháp của nhà nước, thì đó là cái công ty ma bất hợp pháp và còn gọi là công ty mang lại nhiều ảnh hưởng xấu cho xã hội. Thì nhân việc nói đến văn phòng doanh nghiệp thì chúng ta mở rộng ra một chút.
Cái khái niệm thứ tư giới thiệu với các bạn là khái niệm về quản trị hành chính văn phòng. Vậy công tác quản trị hành chính văn phòng là cái gì? Quản trị là để làm cho công tác có hiệu quả. Vậy quản trị hành chính văn phòng về mặt nguyên tắc bản chất của nó cũng là làm cho công việc hành chính trở nên hiệu quả hơn. Và với cái bản chất là như vậy thì quản trị hành chính văn phòng là toàn bộ các hoạt động liên quan đến hoạch định tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động của hệ thống thông tin dịch vụ hỗ trợ điều hành của đơn vị. Như vậy thì những người làm công tác quản trị hành chính văn phòng là những người mà sẽ tìm kiếm những cái kế hoạch, những cái công việc, những cái tiêu chuẩn để làm sao cho cái công việc hành chính trở nên hiệu quả. Từ việc quản lý, từ việc là ban hành các biểu mẫu cho đến là gì ạ? Cách thức để quản lý đưa ra những quy định làm thế nào đó làm cho công tác hành chính trở nên hiệu quả thì gọi đó là quản trị hành chính văn phòng, với mục tiêu là làm cho công việc hành chính trở nên hiệu quả hơn. Chúng ta lấy ví dụ như hiện nay Việt Nam chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số, và trong đó có cái mục tiêu là chúng ta sẽ chuyển chứng minh nhân dân thay thế bằng là thẻ căn cước cá nhân ạ. Và đối với lại thẻ căn cước cá nhân thì người ta sẽ lưu giữ trên đó nhiều thông tin và nó được số hóa, được kết nối tự động. Những bạn nào đi làm căn cước chúng ta sẽ biết là nhiều thông tin của chúng ta sẽ được tích hợp vào trên đó. Và căn cước hiện nay là căn cước chip, sẽ gắn chip. Và với cái việc gắn chip như vậy thì cơ quan quản lý có thể truy xuất được nhiều thông tin liên quan đến cá nhân trên cái hệ thống quản lý. Và nhờ vào gì? Nhờ vào cái việc là có các thông tin đó một cách rộng rãi hơn thì cơ quan quản lý sẽ tích hợp và sử dụng được cái thẻ căn cước này cho nhiều công việc. Và nếu kết nối được nhiều hệ thống thì chúng ta sẽ có nhiều tiện ích để sử dụng từ cái thẻ căn cước. Cái việc chuyển đổi như vậy đó cũng chính là một cái cách thức để phối hợp tiêu chuẩn hóa làm cho cái công tác hành chính của chúng ta trở nên có hiệu quả hơn. Ngoài cái việc đó thì còn còn rất nhiều các công việc khác mà chúng ta đang cố gắng áp dụng để làm cho cái công tác hành chính của quốc gia trở nên có hiệu quả. Thì đó là bốn cái khái niệm cơ bản liên quan đến công tác hành chính văn phòng mà thầy giới thiệu với các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao trong vòng khoảng cỡ 15 phút nha.